Vâng, kính chào anh chị em đam mê tập gym, tập tạ và yêu mến Huy Nhố. Đấy. À, hiện tại thì Huy Nhố đang ở phòng tập. Nhưng mà hôm nay mình không đến để tập mà đến để quay một video mà trong đó mình chia sẻ 5 lời khuyên cũng như là kinh nghiệm của mình về cách tập 5 bài tạ đơn mà mình yêu thích nhất và cũng là 5 bài tạ đơn mình nghĩ là phổ biến nhất. Vậy thì nếu anh chị em cảm thấy là video này hữu ích thì đừng tiếc mình một like, một thả tim và một share video này nhé. Nhưng mà tại sao lại là tạ đơn nhỉ? Bởi vì với những người tập phổ thông, tức là chưa chuyên nghiệp, đặc biệt là các bạn nào mới tập trong khoảng 1-2 năm đầu thì cái cơ thể của các bạn nó phát triển chưa phù hợp với cái việc đẩy hoặc là kéo những cái bài thần bao đa khớp với tạ đòn. Khi mà mới đi tập thì hệ thần kinh của các bạn chưa quen với việc huy động nhiều cơ, nhiều khớp như thế cho những hoạt động thần bao. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng bị một cái gọi nôm na là sai lệch tư thế, khiến mình tập không được vững. Nhất là với anh em nào còn đang tập trung vào việc học, chưa có người yêu thì cơ bên trái và cơ bên phải thường có cái sự lệch lạc. Điều đó thể hiện ở việc là khi các bạn đẩy tạ đòn á, các bạn hay bị lắc, khá là nguy hiểm đúng không? Thì khi tập bằng tạ đơn, phần cơ bên trái và cơ bên phải hoạt động độc lập với nhau và khắc phục cho các bạn cái hạn chế này. Thôi, không lan man nữa, xem video thì biết ngay mà, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bài đầu tiên là auto press này thì đố anh chị em biết lỗi nằm ở đâu. Đây, để đưa máy quay lại gần cho mọi người tiện nhìn nhá. Đoán được chưa nào? Thôi, để mình nói luôn cho nó vuông. Nhiều bạn ấn định trong đầu là cốt lõi của bài tập này nằm ở việc vặn cổ tay. Không hề, bản chất của việc đó chỉ để tăng phạm vi chuyển động và đưa cùi trỏ của các bạn vào tư thế an toàn hơn cho khớp vai mà thôi. Chưa kể đến việc khớp cổ tay của các bạn gần như phải cố định trong hầu hết các bài tập, bởi vì tính linh hoạt của khớp này rất cao nên cực kỳ dễ gây chấn thương. Nếu các ông bà cứ vặn vẹo nó một cách thản nhiên thì cũng đừng kêu than nếu một ngày nào đó phải bó nó trong một lớp bột. Mà chết m***, đoạn này mình làm hơi nhầm. Bó như này là gãy tay chứ không phải là chấn thương cổ tay. Cả nhà thông cảm nhá. Tốt nhất là các bạn hãy thay đổi cổ tay một cách từ từ, chắc chắn, không đột ngột và đi theo chiều hạ tạ và đẩy tạ lên. Làm vậy, quả 38 cân nó biến ngay thành quả 42 cân. Đùa tí, làm vậy vừa bảo vệ cổ tay, vừa đúng với ý đồ của bài tập là khiến cơ chịu áp lực lâu hơn. Bởi vậy, bài tập này cần tập với mức tạ trung bình, đủ để thực hiện được ít nhất 10 phát đẹp đẽ, chuẩn chỉ mới là ổn. Chứ như thằng này tập 2-3 phát chỉ để thể hiện thì tốt nhất là cho nó biến đi chỗ khác chơi. Bài tiếp theo nhẹ nhàng hơn và cũng liên quan đến việc vặn cổ tay. Nếu khi tập tay bằng tạ đơn mà bạn thấy mệt nhanh, cảm nhận kém thì đừng có vặn cổ tay nữa. Cứ để ngửa từ ban đầu và kéo lên như bình thường. Như vậy nó đúng với chức năng của cơ bắp hơn. Thậm chí là thuận tiện nếu mà bạn nào muốn đưa phần bên trong của quả tạ, tức là phần ngón út á, lên cao một chút như thế này để với mục đích là khiến con chuột co lại nhiều hơn. À quên, mình bảo với bài tập tay thì chơi bẩn một tí để lên được tạ nặng cũng khá là hiệu quả, miễn là lúc hạ tạ mình phải control thật là tốt. Mình thì hay gồng bụng, thu cùi trọ về, mượn tí lực hông để hất tạ lên và từ từ hạ. Nhớ là gồng bụng đấy, tay to mà thoát vị không đáng đâu. Với bài bơm vú tạ đơn này thì mình cũng đã trình bày nhiều lần. Điều mình muốn anh chị em làm nhất chỉ là ép và đè hai bả vai mà thôi. Không chỉ để bảo vệ lưng, bảo vệ khớp vai mà còn khiến đường đi của tạ nó được đầy đặn nhất và tối ưu hiệu quả. Huy Nhố thường cho tạ hôn lên ngực tầm 2 giây để ép cơ ngực phải phát lực mạnh hơn, không chơi lấy đà và thoi cơ để đẩy lên. Thoi cơ là cái bộ phận mà nó hỗ trợ co cơ. Bạn hạ tạ càng nhanh, càng đột ngột thì nó càng hỗ trợ co cơ mạnh hơn. Như vậy là không tối ưu được việc phát lực của cơ bắp. Anh chị em có thể chơi cái kiểu đẩy từng bên như này để tăng hiệu quả của bài tạ đơn, cho hai bên nó hoạt động đều và độc lập với nhau. Một ưu điểm nữa là khi bên này đẩy thì bên kia phải gồng chặt, một cách để kích hoạt cơ bắp ở trạng thái tĩnh. Không cần nói thì chắc cả nhà cũng tự biết là phải đẩy bên yếu hơn trước đúng không? Đấy, không cần nói mà vẫn nói, mình thật là tốt bụng. À, đổi góc quay phát để nói thêm cái này cho anh chị em.
Tuy là góc này nhìn nó hơi mất thẩm mỹ, nhưng mình muốn thể hiện cái khoảng cách từ cùi chỏ đến thân người. Tuy là bài này khá là khó và mức tạ nặng phết đấy, nhưng mình vẫn cố gắng để góc tay và thân người vừa đủ, khoảng 45 độ là ổn để bảo vệ khớp vai và cùi chỏ. Ở trạng thái này thì việc gồng chặt lưng và phát lực nó cũng được đảm bảo hơn. Đấy, đoạn này nhìn hơi phản cảm ấy. Thực tế thì khi tập vai kiểu này, mọi người cũng không lo gặp chấn thương đâu. Mỗi tội là nó khiến bài tập nhẹ đi nhiều quá, cho nên cơ vai không phát đủ lực. Một trường hợp khác là nhiều bạn hay cho quả tạ bay hẳn lên trời, như vậy cũng không tối ưu hiệu quả. Cơ vai phát lực thì ít mà tốn năng lượng đưa tạ lên cao thì nhiều. Bạn vừa mệt nhanh mà cơ cần tập nó cũng không thấy bị mỏi lắm. Nếu được thì tốt nhất là cả nhà cứ ép và đè bả vai để ổn định tư thế và hạn chế lực từ cầu vai trước đã. Tiếp đó, góc tạo bởi bắp tay và cẳng tay vào tầm khoảng 135 độ là ok. Thẳng hết thì lại hơi hại cho cái phần khớp cùi chỏ. À mà việc ép đè bả vai cũng khiến bảo vệ được những cái cơ nhỏ nằm cạnh khớp, tránh nguy cơ gây chấn thương và mất chức năng vai. À, tiện lúc quay hết bài bay vai thì mình mới nhớ đến bài này. Tuy là nó hướng đến những nhóm cơ bền, mức tạ nhẹ, nhưng việc ngửa cổ cong lưng tập của cực kỳ nhiều anh chị em như này thì quả thực là vô cùng gây phiền lòng cho an nguy long thể của các bạn. Mình đang kêu khóc thay cho các khớp lưng đấy. Tốt nhất là mọi người cứ làm động tác ổn định phần cổ và ngả thân trên về phía trước, gồng kho như kiểu tập lưng thôi. Cơ bền thì cơ bền, nhưng vẫn phải hướng đến tập mức tạ nặng nhất có thể thì cơ bắp nó mới phát triển tốt, cho nên việc bảo vệ lưng và cổ phải đặt lên hàng đầu. Bạn nào chưa quen hoặc độ linh hoạt cơ thể vẫn còn lởm, chưa cúi nhiều được thì cứ nô tì vào ghế như này mà tập, nhẹ nhàng êm ái. Chán tập quảng tạ ngủ luôn cũng được, tập mà không an toàn thì đi ngủ cho nó lành. Đây, đáng lẽ chỉ có 5 thôi, tại mình quên nên anh chị em mới được thêm hẳn một bài đấy nha. Bài này thì tập lỗi một tí cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Mỗi tội là cái kiểu nửa quỳ nửa đứng như này thì mình thấy cơ thể nó khó mà vững. Như thế thì không kéo được cái mức tạ khủng bố đâu. Các bạn hãy thử đứng cả hai chân lên mặt đất cho hông nó chắc chắn. Gồng kho ở tư thế này cũng tốt hơn. Về cách kéo thì cả nhà cứ nghĩ trong đầu là phải làm thế nào đưa được cùi chỏ lại thật là gần với hông là được. Vì đó là chức năng chính của cơ lưng chữ V. Mà nó thì khỏe vãi linh hồn, nên nếu cứ kéo nhẹ nhẹ vặn vẹo nghệ thuật như các YouTuber thì khó mà to lắm. À mà chết, mình cũng là YouTuber mà nhỉ. Nếu trình độ của anh chị em lên cao hơn, không cần chống tay nữa mà tự gồng được cơ thể để làm trụ phát lực, thì nếu vị thần cơ bắp có tồn tại, ông ta cũng vô cùng tự hào về các bạn luôn. Bài lưng này không có nhiều điều để nói về lắm. Tập kiểu nào mình thấy khỏe và điều khiển tạ tốt là được. Thằng nào to khỏe thằng đó nói đúng. Đến đây thì tạm biệt những con nghiện tập tạ. Huy nhớ hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.